Than Mông Dương phát động tháng an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2022. Trong không khí, toàn tập đoàn thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2022, 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 20 tháng 5 năm 2007, 20 tháng 5 năm 2022, sáng ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, tại sân văn phòng nhà điều hành mức cộng 7,5, công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2022. Với chủ đề tháng công nhân, tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng và chủ đề tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, công ty cổ phần Than Mông Dương đặt mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và tiếp tục kiểm soát tốt việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc công ty đã triển khai nội dung tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Theo đó, trong tháng 5 sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm với ý nghĩa nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện có hiệu quả các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong lao động sản xuất, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động, của các tổ chức chính trị, đối với công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập cho người lao động, chủ động phòng ngừa và hạn chế tới mức thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại đây, đại diện các phân xưởng đã ký giao ước thi đua với công ty với mục tiêu xuyên suốt tháng, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sự cố loại 1, 2, giảm đến mức thấp nhất tai nạn lao động nặng, nhẹ và sự cố loại 3. Phấn đấu thực hiện toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2022, tiếp tục quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đoàn kết nội bộ tốt, không có công nhân viên chức lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, tổ chức thăm và động viên các tổ đội, phân xưởng có các công trình trọng điểm, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và đơn vị gặp khó khăn, thăm, động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu. Trong khí thế thi đua sôi nổi, sự quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ, người lao động công ty, đồng chí Nguyễn Công Tuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2022. Tin tưởng rằng, công ty cổ phần Than Mông Dương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tiến tới hoàn thành kế hoạch quý 2 và cả năm 2022.